cá betta ăn bao nhiêu là đủ thức ăn cho cá betta là gì cá betta ăn gì cá betta là một lựa chọn tuyệt vời cho bể cá đặt trong nhà hay văn phòng loài cá này dễ nuôi năng động hơn phần lớn các loài cá khác và còn đẹp nữa một cá betta là động vật ăn thịt do đó chúng sẽ ăn những thức ăn có nguồn gốc từ thịt bạn không nên cho chúng ăn thức ăn viên khô có nguồn gốc từ thực vật dành cho phần lớn cá nhiệt đới nếu bạn hiểu về chế độ dinh dưỡng của cá betta và cho cá ăn đúng cách những chú cá của bạn có thể sống rất lâu. Một, Cho cá ăn một lượng thức ăn bằng cầu mắt cá. Dạ dày cá beta có kích thước tương đương với cầu mắt của chúng. Và bạn không nên cho cá ăn nhiều hơn lượng thức ăn đó ngay một lúc. Lượng thức ăn này tương đương với 3 viên thức ăn hoặc 3 con tôm nước mặn mỗi lần. Nếu bạn cho cá ăn thức ăn dạng gel, số lượng cũng sẽ tương tự. Mỗi ngày cá beta có thể ăn một hoặc hai lần. Bạn nên ngâm thức ăn khô chẳng hạn như thức ăn viên trước khi cho cá ăn vì thức ăn có thể sẽ nở lên trong bụng cá nếu chúng nuốt vào khi còn khô. 2. Giảm lượng thức ăn nếu cá không ăn hết. Nếu cá betta ăn còn thừa, bạn cần giảm lượng thức ăn mỗi lần cho chúng ăn. Nếu bạn thường cho mỗi con ăn 4 viên, hãy thử giảm xuống còn 3 viên. Nếu thấy chúng ăn hết nhanh, bạn có thể tăng lại lên 4 viên. 3. Vớt thức ăn thừa ra khỏi bể. Thức ăn thừa trong bể cá có thể làm mồi cho vi khuẩn. Và điều này là không tốt cho chất lượng nước và cho lũ cá sẽ càng rắc rối hơn nếu cá ăn những viên thức ăn đã bị hỏng. Dùng vật nhỏ mà bạn thường vớt phân cá hoặc chuyển cá sang bể khác. 4. Cho ăn thường xuyên. Cá ta cần được ăn hàng ngày hoặc gần như hàng ngày. Mỗi ngày bạn nên cho cá ăn hai bữa cách đều nhau. Đừng lo nếu bạn nuôi cá trong văn phòng và không thể cho chúng ăn vào hai ngày cuối tuần. Chúng sẽ ổn, miễn là 5 ngày trong tuần bạn cho ăn đều. Nhớ dành một ngày cho cá nhịn ăn. Điều này là tốt cho chúng. Cá beta có thể nhịn đói đến 2 tuần mà không chết. Vì vậy bạn đừng lo lắng nếu chúng không ăn trong vài ngày do bệnh hoặc đang thích nghi với môi trường mới. Nhưng tất nhiên là bạn không nên thử xem chúng nhịn đói được bao lâu. Nam bổ sung thêm một số thức ăn khác nhau. Trong tự nhiên, cá beta ăn nhiều con mồi nhỏ. Việc bạn cho cá beta ăn cùng một loại thức ăn trong thời gian dài có thể làm hại hệ miễn dịch của cá và khiến chúng ăn ít hơn. Bạn có thể thay đổi loại thức ăn thường xuyên theo ý muốn. Cố gắng cho cá beta ăn ít nhất một loại thức ăn khác với thức ăn thường ngày ít nhất mỗi tuần một lần. 6. Cho cá ăn run. Trong tự nhiên, nhiều loại run nước nhỏ có thể trở thành nguồn dinh dưỡng chính của cá beta. Loại run dành cho cá beta phổ biến nhất là trùn huyết. Loại này bán dưới dạng run sống, đông khô, đông lạnh hoặc dạng gel, nhưng chúng không bổ dưỡng lắm, và tốt nhất chỉ nên dùng làm phần thưởng cho cá. Tôm nước mặn hoặc trùn kiếng run ống là lựa chọn tốt, nhưng thức ăn dạng viên hoặc dạng gel chuyên dành cho cá beta là tốt nhất. 4. Run ống sống thường mang ký sinh trùng hoặc vi khuẩn, vì vậy bạn nên tránh cho cá ăn. Các loại run sống tốt nhất có thể cho các beta ăn là chùn trắng, chùn kim và chùn chỉ. Các cửa hàng cá cảnh hầu như đều bán các loại run này. 7. Cho cá ăn côn trùng. Bạn có thể dùng côn trùng sống hoặc đông lạnh. Lựa chọn tốt nhất là bọ nước và ruồi giấm. 5. Các loại côn trùng này có bán tại hầu hết các cửa hàng thú cưng. Bạn cũng có thể cho cá ăn ruồi giấm sống không bay được thường đựng trong lọ và bán làm thức ăn cho loài bò sát, để cho cá ăn ruồi giấm. Bạn hãy lắc cho ruồi giấm rơi vào túi ni lông và bỏ vào ngăn đá vài phút để chúng hoạt động chậm lại, sau đó nhanh tay chút ruồi giấm vào bể cá. Vớt những con ruồi giấm mà cá không ăn hết ra ngoài. 8. Cho cá ăn những thức ăn khác. Có nhiều loại thịt đông lạnh mà cá beta cũng ăn được. Bạn có thể dùng tôm nước mặn, tôm mai hoặc tim bò đông lạnh. Các thức ăn này có bán ở hầu hết các cửa hàng thú cưng. 6. Tim bò hoặc các loại thịt có thể làm bẩn nước vì dầu và protein trong thịt, vì vậy bạn chỉ nên cho ăn hạn chế như một phần thưởng cho cá. Cá beta được coi là một trong những loài cá cảnh phổ biến nhất trên thế giới. Chúng được biết đến với bản tính hiếu chiến cùng màu sắc rất rực rỡ. Đẹp mắt nên loài cá nhỏ bé này không bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng với mọi người. Nhiều người nghĩ rằng loài cá này sẽ dễ chăm sóc, nhưng không, trái với suy nghĩ của nhiều người, loài cá này đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng vì trong bài viết dưới đây mình sẽ tổng hợp tất cả những thông tin cần thiết nhất về cá beta, từ cách thiết lập bể, cách nuôi cho đến cách chăm sóc đây để đảm bảo cho chú cá beta của bạn có một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Tránh lạm dụng thức ăn khô. Các loại thức ăn này có dạng vảy hoặc đông khô. Một số thức ăn ghi là dành cho cá beta nhưng vẫn có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa cho cá do có chứa các chất làm đầy khó tiêu hóa và thiếu độ ẩm. 7 thức ăn viên khi cá ăn vào sẽ hút nước và nở ra gấp 2 đến 3 lần kích thước ban đầu. Một số cá beta có phản ứng xấu và có thể phát triển các vấn đề về táo bón hoặc rối loạn bong bóng cá. Ngâm nước các thức ăn viên khô. Nếu thức ăn viên khô là thứ duy nhất bạn có, bạn hãy ngâm trong cốc nước vài phút trước khi cho cá beta ăn. Các viên thức ăn sẽ nở ra hết cỡ trước khi cá ăn. Không cho cá ăn quá nhiều. Cắt bớt khẩu phần nếu bạn nhận thấy cá bị trướng bụng. Bạn có thể chuyển sang cho cá ăn thức ăn sống nếu cá liên tục bị trướng bụng không phải lúc nào bạn cũng nên làm theo hướng dẫn trên bao bì thức ăn cá. Nhiều bao bì thức ăn dạng viên hoặc dạng vẩy thường ghi cho cá ăn đủ trong 5 phút hoặc đến khi cá ngừng ăn. Điều này không đúng với cá beta. Trong tự nhiên, bản năng của cá beta là ăn càng nhiều càng tốt vì chúng không biết khi nào thì sẽ có bữa ăn kế tiếp. Việc cho cá ăn quá nhiều cũng có thể làm giảm chất lượng nước và khiến cá béo phì. Lời khuyên Nuôi cá beta trong bể cá rộng không nuôi trong bình để dễ làm vệ sinh thức ăn thừa và chất thải. Hơn nữa còn có không gian cho cá phát triển khỏe mạnh. Duy trì sự tương tác với cá beta để cá khỏi buồn chán và gắn kết với bạn. Cách vài tuần cho cá nhịn ăn một ngày. Nhớ rằng cá beta có nhu cầu thức ăn đa dạng, vì vậy bạn nên cho cá ăn hỗn hợp nhiều loại thức ăn bổ dưỡng. Thức ăn đông lạnh không cần thiết nếu không có sẵn, nhưng thỉnh thoảng làm phần thưởng cho cá cũng tốt.